Các bạn nhìn thấy là sau khi thanh niên này cực kỳ cục xúc thả vào trông trông giống như một tảng băng trôi luôn. Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ review cái món gọi lẩu về nhà của Kichi Kichi. Thì các bạn đã biết là dịch như thế này thì chúng ta sẽ tự ăn ở nhà chứ không ra ngoài, thì bọn mình đã gọi về đây. Tổng cộng hết khoảng 1 khoảng 2 gì đấy. Xúc xích kẹp phô mai nhá. À đâu? Xúc xích phô mai nhá. Xúc xích kẹp phô mai nhá. Xúc xích phô mai nhá. Ba chỉ này, gầu này. Thì đây là nước lẩu. Đổ một gói là của nó mặc định thì như thế này, nhưng mà không biết nó có phải pha thêm không thì để mình gọi điện cho người ta mình hỏi. Lưu ý cho mình là cái này mua không có rau nhé, các bạn phải tự đi mua rau. Đây, rau mà mình đã mua mất khoảng 120.000 đồng. Cảm ơn nhìn anh ơi. Anh không biết nó có phải pha thêm không thì để mình gọi điện cho người ta mình hỏi. Cũng không có bị tôm nhá, họ sẽ chỉ có cái mì miến thôi. Trong này có cả còn nước lẩu khác nữa này. Đây, tất cả những cái thứ này là đông lạnh nhá mọi người. Các bạn nhìn thấy này, nó là một tảng tảng băng nó cứng đờ này này. Đấy, nó sẽ như thế này, sau các bạn về các bạn phải rã đông ra thì mới các bạn có thể dùng được. Nó sẽ tất cả là đóng như vậy. Thì nó sẽ có hai loại là nước lẩu Thái với lại cái gì nhỉ? Nấm. Để mà giúp cho tiền mà có để mà mua đồ này, các bạn nhớ vào 7 mua hàng ủng hộ cho tiền nhanh nhé. Cáp sạc anh iPhone Android các kiểu nhá. Phong đứng dậy làm việc đi em, sao em tỏ ra vô dụng ấy hả? Rửa hết rau đấy. Em không phải ý kiến, rửa rau thì không có nghĩa là em không phải làm gì tiếp. Em đừng văng, em làm đi. Đây là Tô Anh béo thế này thôi chứ thực ra khổ lắm, nên mọi người nhớ truy cập vào 7 cũng mua hàng ủng hộ để cho Tô Anh có tiền mà bị tăng cân giảm cân nhé các bạn. Đây là thành phẩm cuối nha các bạn. Đây, xúc xích này, thịt. Ở trong mấy cái gói thịt này thì họ sẽ có cho cả đồ sốt chấm nhá. Đây là sốt chấm nhưng nó cũng cứng đờ rồi đúng không? Đông đá. Vậy thế thì cho vào sao dùng được nhỉ? Chấm được mà, thằng này ngáo à, phê cần à, quạt. Các bạn nhìn thấy là sau khi thanh niên này cực kỳ cục xúc thả vào trông giống như một tảng băng trôi luôn. Nếu các bạn thắc mắc thì đây là toàn là mấy anh em thuê ở nhà cùng với nhau nên mà ăn với nhau nha, nên mà chúng tôi không tính là tụ tập đông người. Quạt. Em bảo tôi ở cùng nhau à? Vâng ạ, tôi đang ở nhà vệ sinh. Em thử xem thịt như nào, em dùng ăn thử đấy. Các bạn nhớ mua hàng của Bikapi nhá. Vãi. Còn cáo thô đấy. Hình như hơi dai và vẫn đang lạnh đúng không? Đúng rồi. Tức là thịt này thì nó thì lắp ra anh thử thịt trong nồi đấy xem như thế nào hả Túc Diệp. Cái này là gầu này. Có ổn không? Ngon. Ủa, tô ngon đấy. Hơi dai. Ủa cái có thể chưa chín. Con Huawei này mỗi lần zoom nó hơi bị quá đà. Nó bị zoom sát quá. Rồi Phong, một người đàn ông ăn cái gì cũng như nhau cả thì em thấy cái này vị rất là giống thịt bò này. Vãi cả đái. Mình nhớ subscribe em. Ăn đi, thằng kia đừng có quảng cáo nữa, quảng cáo thôi đi. Không quảng cáo. Ngon không? Được, có khác so với ăn ngoài hàng không? Thì này phải nhúng lâu các bạn ạ. Thì là chỉ mất 12, chỉ mất 13 nhưng sao nó không phải 12 năm nhưng mà nó lại ghi rồi. Chỉ mất fake mà. Cái loại này như nào, ý là như nào nó táo mèo. Táo mèo là trên vỏ nó ghi là Apple Kitty, nhưng cái loại này chỉ là Hello Kitty thôi. Cái này em được tặng Trung Quốc không ta? Nani? Trung Quốc à? Thôi hàng tàu rồi. Cái này là cồn mẹ rồi. Cồn nào mà uống được em này anh muốn uống? Ở trong đâu đi. Đến cồn mà nó còn làm giả được các bạn. Hả? Cồn giả? Là ngộ cồn á. Là ngộ cồn á. Mà từ đầu tiên em biết, từ tiếng Trung là từ bia đấy. Cái này gì? Bia. Nhưng mà thịt bò hơi dai nhá, đúng không? Thịt bò đông lạnh này bị dai các bạn, không ngon. Hay là thái dày quá. Thì chính xác cái loại này mình nên là xuống siêu thị mua cái loại của bọn siêu thị thì có khi ngon hơn. Nó là thái dối. Thái dối. Cái này bỏng bỏng. Không phải, thực sự luôn đấy. Cái này, cái gầu bò này nó bị đông đá. Cái này là mình mua ngoài đúng không? Hay là cái này của mình hết. Đây là ba chỉ, bây giờ mình trả ba chỉ vào xem ăn thì cũng ngon nhá. Chứ còn gầu ăn không ăn thua lắm nhá. Điểm cộng cho nước sốt. Nước sốt có bị đông lạnh quá, không cứng. Nước sốt này chấm ngon, hợp lý. Nhưng mà dù sao nên trang bị một cái bát là muối chanh ớt các bạn, bởi vì nước sốt nhạt đúng không? Lần sau các bạn đặt lẩu Kichi Kichi chỉ là nước sốt thôi. Tao tham ở chỗ khác. Ở trong mấy siêu thị ấy, nó sẽ bán cái sẵn cái loại thịt này này, trong đó có nước sốt luôn. Lần trước mình mua về nướng này. Là cái gói này trong đấy có nước sốt mà. Có không nhỉ? Có.
À, ngoài ra nữa là nước lẩu khá ổn đấy chứ nhở, thơm, vị cay, cay rõ rệt luôn, mặc dù là đây một gói chưa thêm và cũng như là pha nước sôi rất là nhiều, mới có 50% là nước lẩu và 50% nước sôi nhưng mà dùng được thì ngon. Bác chỉ được hơn, bác chỉ mềm hơn rõ rệt luôn. Tại vì nó có mỡ. Này Dung ơi, xuất chuyện bên kia đi, chuyển sang ba chỉ ngon nha các bạn. Nếu lần sau mua thì nên mua ba chỉ thay gầu, ba chỉ ăn ngon hơn rõ rệt đấy bạn. Có vị thơm của thịt hơn, đúng không? Gầu ăn gần như kiểu sơ xác ấy. Ba chỉ ngon hơn sai lầm này. Cái môi đâu? Ai, ba chỉ ngon vãi. Ba chỉ mắc ba lê đấy. Như mua ngoài hàng luôn. Nói chuyện với Dung ơi. Mà năm nay anh em không về quê nhở? Tết năm nay ở Hà Nội hết. Tết năm nay sao anh em không về quê ấy? Em quên chưa đi mua cây đào rồi. Ô, anh mua cây quất chết rồi. Quá thạch, quá thạch. Quá thạch, để ngoài này có 400 năm nữa. Là người ta sẽ có khai quật lại xong người ta đưa vào bảo tàng là ngày xưa loài người cũng chơi quất vào ngày Tết. Nè anh đi! Thế là lâu bằng nước Anh rồi đấy. Không phải qua video lần này thì mình đã review về cái việc mà gọi lẩu kichi kichi về nhà ăn. Nước lẩu ok nhưng mà đông đá nha các bạn. Có đồ chấm ở bên trong thịt, rau không có, không có đậu phụ, không có váng đậu, không nấm, không gì cả. Nên về cơ bản là các bạn gọi cái này thì mình khuyên các bạn nên gọi một cái set cơ bản để lấy nước lẩu. Sau đó thịt tất cả các bạn mua thì sẽ ok hơn. Còn giá ở đây tổng khoảng là thiệt hại khoảng 1.2 triệu. Như list các bạn đang xem đây. Thật sự là mình không đi chợ thường xuyên, không biết giá chế là đắt hay không. Anh em comment bên dưới nha, và hẹn gặp lại bạn các video sau. Chúc các bạn một cái Tết năm mới thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Đừng quên truy cập vào PKP và xem phần ở link mô tả mua ủng hộ bọn mình để tiếp tục ăn Tết nữa.